Rồi, ok. Đã lên đến đỉnh rồi. Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Mạnh Bonsai. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ Mạnh Bonsai trong suốt thời gian vừa qua. Thì giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn, đây là vườn của anh Dũng. Anh Dũng người có biệt danh là Dũng MK. Đấy, kê lại vườn. Anh Dũng là chủ nhân của tác phẩm Thiên Trụ, và hôm nay tôi sẽ lên trên này tôi quay cho quý vị và các bạn tác phẩm Thiên Trụ, đồng thời là cũng ngắm cảnh quan của anh Dũng. Nhưng mà dạo này dịch giếc đang việc đang ít, ngứa chân ngứa tay, lôi kê lại hết cả cây cối. Xem cây này được chưa? Sao cây này dạo này đen thế anh? À? Sao cây này dạo này đen thế? Bật lọc như này là chuẩn bị lên hoa hả anh Dũng ơi? Sắp lên hoa rồi đấy. Mùa hè là mùa của tường vi và bằng lăng đúng không anh? Sao ý đồ của anh kê như nào đây? Thế này đâu, anh thế này xong rồi. Sao lại ở giữa lại trống thế? Ê, chỗ anh ấy. Giữa này để đến hôm nay Tuấn Anh nó về cả làm thì là chuyển con long vào đây. Anh cho con à, cho cây long đang gửi ở nhà ông Thực về á. Để vậy. Cây bên hai cây mình đi về. Đây anh vượt xem. Bộ mặt đẹp lắm. Thế là trước đầu cây này đầu kia đúng không? Bây giờ cho vào đây đúng không? Đấy chỗ cái máy nâng đấy đúng không? Ôi nghịch ngợm lắm cơ. Thôi được rồi, đây để em làm một cái video quay giới thiệu cho. Vâng. Giới thiệu cho toàn thể quý vị ở trên kênh. Đây nhá, quý vị và các bạn xem tác phẩm Thiên Trụ của anh Dũng này. Đấy. Sang tuần hoặc là 2-3 ngày nữa là anh Tuấn Anh bắt đầu sang cắt lọc lại cái vườn cây cho anh Dũng. Tác phẩm Thiên Trụ này thì chắc chắn là quý vị và các bạn vẫn nhớ. Đây, cái góc này là cái góc mà ngày đi Thanh Hóa là bị cái bạt ô tô đấy, nó sát vào. Thế là bị gãy mất. Bây giờ nhìn thấy, ôi trên này gió quá, ù vào máy quay. Đấy chính là thoát gãy lại nhìn được thoát thân lại nhìn hay. Nhìn được rõ ràng hết tất cả. Quý vị cũng đang rất là sốt ruột vì từ lâu rồi là chưa ngắm được cái tác phẩm này, nên là hôm nay tôi sẽ quay cho quý vị. Cây dạo này nghe có vẻ là ngót ngót nghét rồi anh Dũng ạ. Cây dạo này nhìn có vẻ ngót nghét rồi, dạo trước nhìn nó hơi béo ấy thì ấy. Không, dạo này thì nhìn ok nè, dạo này nhìn ngót nghét nè. Dạo này như kiểu tập thể dục nhiều. Đấy. Không, dạo này được ấy, dạo này ngót ngót này, nó đất nó co vào anh ạ. Đúng không? Đây là đây đất nó co vào này. Co nhiều. Không, em nhìn. Em nhìn thấy ngót rồi đấy. Cụ lại hồng hào, xinh đẹp rồi. Để mai ngày kia anh Tuấn Anh cắt lọc ra thì nhìn lại vâng lại lộ ra thì đấy quý vị và các bạn có thể nhìn nhá, là bây giờ là chưa cắt lọc gì cả, 2-3 hôm nữa rồi thì anh Tuấn Anh làm, tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem.
cắt lọc ra sẽ thấy được là cây thiên trụ này toát lên cái vẻ đẹp. Đấy nhá, tôi nhớ như in cái ngày cái viên đá này anh ấy đặt vào đây, và cái rễ này nó bé tí như thế này, như cái rễ con ở đây này. Thế mà bây giờ nó to gấp 10 lần rồi. À đấy, tiện đây thì cháu làm cái video này, cháu quay cây thiên trụ này cho chú Toàn Đô La ở Việt Trì, Phú Thọ. Chú ngắm cái cây thiên trụ này. Mấy hôm nữa anh thợ của anh Dũng cắt lọc thì cháu nó quay cho chú xem. Nhìn ôi giời, nó bị ngược sáng tối tối. Nhìn nó sẽ lộ ra rất là rõ ràng. Đấy, cây dạo này nó ngót đi, ngót đi rất nhiều. Vị nhìn này sắp múp hết rồi. Quá già cây. Mỗi ngày một khác. Đây, tôi đứng ở trên này. Tôi đứng ở trên này thì nhìn được tổng thể hết toàn bộ cái vườn của anh Dũng này. Anh Dũng này tuổi còn trẻ lắm. Anh ấy gọi là 8X thôi, thế hệ 8X. 8X nhưng mà cũng không phải là đầu 8X. Anh Dũng không biết là sinh năm 82, 83 gì đấy, nhưng mà quý vị nhìn thấy anh ấy đã sở hữu một vườn cây phải nói là rất là đẹp đúng không ạ? Đợt trước cái cây mẫu đơn này ra rất là nhiều hoa rực rỡ luôn. Đợt này bắt đầu chuẩn bị đang thay lá thì phải. Vườn anh Dũng em kết nhất cái cây si à. Trong tất cả cây si em thích nhất mỗi cây si à. Mỗi tội ông chủ trả bán này. Đấy, quý vị nhìn cây si rất là già, u cục. Theo em là em chạm luôn cái rễ ở đây, không bao giờ để cái rễ ở đây nữa. Đấy, quý vị và các bạn có thể thấy. Cây này là anh Dũng đang bảo anh Tuấn Anh làm cái cây này theo form giống như cây thiên trụ đây. Đây, cái cây này. Ui dồi ôi, đợt trước cắt buông, bây giờ lại ra bao nhiêu rễ ở dưới này rồi. Ra bao rễ nó lại bám buông xuống rồi. Cây này chỉ là đời con cháu so với thiên trụ thôi. Đấy, cây đây là cây lão của anh Dũng. Cây xanh dáng lão. Ngày xưa anh ấy để ở trên cái khay mỏng. Nhìn cái đường đây, sông đường sông từ trên nguồn chảy xuống này, rỗng toác ra. Thế mà bây giờ sau khi anh sang cái bể này anh cho trồng lại, cho thêm nhiều đất lên
mà nhìn cây nó lớn lên rất là nhiều. Đúng là lớn lên rất nhiều chứ không phải là nhiều nữa. Tôi chứng kiến cái cây này mấy năm nay rồi, thấy được là quá là đổi thay. Đấy. Mùa này đang là mùa ốc cho nên là rất là nhiều ốc, đặc biệt là buổi tối nhìn cây nào cũng rất là nhiều ốc. Mọi người đang bảo là cái hòn đá này không ưng lắm anh ạ, theo anh thế nào? Ok ok. Thế cái bể sen ở đây anh không thả sen nữa à? Sen hôm công nhân nó ra mình bảo ấy. Con láng cho hai cái bể thì nó ra nó đổ hết đi à? Đất ra. Anh lại phải ấy lại đấy. À. Cái anh ơi, cái cây xanh trực này của anh có để cái khay này có mỏng quá không anh? Để trên khay mỏng này thì nó giữ được cây đúng không? Nó không phát triển nhanh. Đang ấy đây, đang hình thành bộ móng rồi anh ạ. Năm nay nhìn bộ móng nó bắt đầu to ra, nhìn bắt đầu hình thành rồi đấy. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy. Cây này mà bây giờ ông chủ mà giao lưu thì chắc cũng phải vài trăm. Vài lít. Năm ngoái những cái rễ này nó rất là nhỏ, năm nay bắt đầu hình thành những bộ móng trải ra rồi. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy, chỉ đôi năm nữa thôi là các cái rễ này nó to lên, là nhìn cái bộ móng này là tuyệt vời. Một cây xanh dáng trực. Nhưng mà rất là ghét là ông Tuấn Anh này, ông ấy làm không thể nhìn được, cứ lá tốt lên là không thể nhìn lộ được cái thân ra, díu vào với nhau. Ôi dồi ôi, nhiều cỏ quá anh ạ. Mày bảo đứa công nhân nào lên nó vặt bớt đi cho. Hiểu. Đến hôm nay bắt đầu mới nhặt mấy cây lần rồi, mưa nó lên ác thật. Toàn chu me mới ở ấy thôi, mới ở cỏ. Đúng rồi, nó đẻ khỏe lắm. Mọc hết cả cây, ăn hết cả chất. Bây giờ là còn hai cái này, cái kia cái này. Ui dồi, tường vi này cũng kia. Tường vi đầy cỏ. Sao đến hôm nay bảo Tuấn Anh là cho nhìn rồi thôi. Chối lắm. Giọt sạch sẽ đi. Cứ mãi làm cái gì cây cối để cỏ tốt nữa, đúng là thành tốt thành rừng đấy. Cỏ đấy. Cỏ tốt hàng ngang. Ui dồi ôi, lộc vừng này, rau má này, bò kín cả ấy. Kín cả. Kín cả gốc. Đẹp hết. Nhìn loại này đặt còn đúng một đốt nó đẻ nhanh lắm. Rau má mà. Hai hôm mưa nó dài hàng 20 phân. Ừ. Loại này mà nó ở cái đất ẩm thì có mà.
má kia má ăn kìa. Úi dồi ôi. Đây. Sao không ấy, thí thoảng làm con mèo về mà xào đi chứ nỉ. Bao nhiêu rau thế này mà. Hàng này là hàng sạch đấy anh ạ. Hả? Hàng này hàng rau má sạch đấy. Úi dồi ôi, như ông Dũng ơi, ông phải đúng là phải chịu khó lên mà làm cỏ vật cỏ cây đi chứ nhiều cỏ lắm. Cây cối, ôi đều cây quý mà để cỏ tốt quá. Tùng là hán này, cỏ kín cả cây rồi. Cây tùng La Hán này bây giờ đang bật lộc, nhìn đẹp cực kỳ tuyệt vời. Đây cũng là một cây si bonsai nhỏ, cũng đẹp nhưng mà không đẹp bằng cây si. Lúc nãy tôi quay giới thiệu với quý vị và các bạn ở cái khúc giữa của video đấy. Đây là một cái cây mà khi mà anh Tuấn anh làm là anh ấy rất là thích cái cây này. Anh ấy nói là anh tâm đắc cái cây này, làm rất là đam mê. Đấy, cái cây này là cái cây mà để mà nói là anh Tuấn anh gột từ đầu, từ cái phôi đến bây giờ sắp sửa xong bóng rồi đó. Đấy, quý vị và các bạn có thể thấy ở trên này là nó ở trên tầng thượng nhà anh Dũng nên là nó hơi gió, quý vị và các bạn thông cảm cho tôi một chút nhá. Nó hơi lồng lồng vào cái máy quay nên là nó hơi thi thoảng có tiếng ù ù ù. Đấy, ông Tuấn Anh là ông rất là thích cây này. Rất là thích cây này của anh Dũng, khi ông làm là ông ấy rất là chăm chú ông làm. Đây cũng là một trong những cái cốt Nam Điền đẹp. Ai dạ, cây sung nhà anh Dũng dạo này cũng nhiều quả ghê. Và các bạn có thể chiêm ngưỡng cái tác phẩm này và cho tôi một vài lời đánh giá comment ở bên dưới. Đây là một cây xanh Nam Điền dáng trực hoành. Một cái cây rất là già, tay hoành kia bay. Đây là phần thân bệ uốn lượn rất mềm mại. Nhìn như một cái vây ở cái đuôi của một con cá, nhìn giống kiểu đuôi nang tiên cá đấy. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy. Vừa rồi anh ấy gài đá rồi, chắc là tâm gài cho anh ấy
gài đá họa nhẹ nhàng vào đây. Đấy, các cái bộ móng nó bắt đầu là rễ bắt đầu to rồi. Nhìn bộ móng là bắt đầu chuẩn bị đẹp. Đấy, cá nhân cây này là tôi thấy là rất là tương lai và thích hơn cái cây gọi là cái giống như cây đang làm giống cái form cây thiên trụ ở bên cạnh cây thiên trụ đằng kia kìa, mà lúc gần đầu video tôi quay cho quý vị đó. Tôi thấy cây này sau này đẹp hơn cây đấy. Đây, thưa quý vị và các bạn, cây xanh này của anh Dũng nó là già thật. Khi mà già thật là nó nổi các cái u cục như này. Mấy hôm trước xem một cái video ở trong Bình Dương hay gì đấy, có hai vợ chồng nhà bác ấy có một cái cây nó cứ sần sùi ra. Nhưng mà theo như mọi người bảo thì đây là cây bệnh. Cây là bệnh. Mua về là không có tương lai. Bác ấy bảo là không biết là 2 tỷ hay là hơn 1 tỷ cái cây ý. Nếu như mà bác nào mà mua cây ý về là nguy hiểm đấy. Đấy. Thì không biết là sau này hai vợ chồng bác ấy có bán được cái cây đấy không. Nhưng mà dưới chơi cây mà nhìn cây đấy là nhiều người họ bảo là cây bị bệnh hơn là sự đột biến. Rồi không lên vườn anh mà cỏ nhiều quá. Đúng là mùa xuân trăm hoa đua nở, cây cối phát triển đua nhau phát triển. Đấy, có cái máy đấy có vẻ nhẹ nhàng hơn cái ngày trước không? Đây này. Làm nó nhẹ hơn, sướng hơn đúng không? Đây. Con này để con này cắt đi sầm lại. Con này. Cho sang chậu khác đi. Chậu này vừa bé nữa không hợp. Đấy. Cây này sang chậu khác. Vâng. Gió to quá. Mấy hôm. Thì vỡ đây, chân rú là cái chậu bị vỡ đây, đẩy vào hôm đất nó ra đấy. Rồi. Được, kê lại như thế này xong rồi vài hôm nữa cắt lọc ra nhìn đẹp đấy anh ạ. Quá đẹp. Quay hai con xà trước cửa nhá. Đấy, hai con xà ác ấy. Em thích con cứ gọi là con. Em thích cây này hơn là cây form thiên trụ. Cây này sau này sẽ đẹp hơn cây này này. Anh ạ. Tức là cây này đánh giá là sẽ hơn. Có hơn. Hơn. Cây này nghệ thuật nó cao hơn. Đúng không? Này ông thật vào ba đâu ông gặp thủ trò không trượt. Cây này nó điểm chơi, nó nhiều điểm chơi, nhiều cái hay hơn. Này giống mà con này rất đẹp lắm. Cây này phải cắt lọc ra hết mới nhìn được. Đúng không? Để này khó nhìn. Kiểu ủ mưu. Cắt lọc ra, mày kia cắt lọc ra hết nhìn. Ok, mày kia
anh Tuấn Anh cắt lọc ra lại làm một video nữa cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng tất cả những cây này, gọi là thay áo mới. Đây, quý vị và các bạn nhìn cây già đanh đỉa, ông ấy còn tháo hết sạch cả nước đi, không sợ gì cây yếu. Thực ra là tháo đi chắc là để mai kia cho anh Tuấn Anh anh cắt. Già đanh.